Xin chào mọi người. Thiếu gia ra tù liền vô địch tập 31. Năm nay anh mới 20 mấy tuổi đã đánh bại cường giả Lâm Thanh Phong cảnh giới võ thánh. Lý Vũ đã cho lão niềm vui vô cùng to lớn. Lão thật sự rất mong người kia có cho lão thêm một niềm vui bất ngờ khác. Được, tôi không còn che giấu nữa. Lý Vũ đứng lên nhún vai. Vừa nãy tôi nói đều là sự thật, nhưng tôi cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của quân Huyền Vũ. Nên như làm chủ tin tôi thì có hạ lệnh để quân phủ Bắc Khương không tham chiến, giao toàn quyền xử lý cho tôi hơn nữa. Trong lúc nói chuyện, anh nhìn Diệp Quân Nhu một cái, trên trọng nói ra: tôi từng hứa với cô ấy, tướng sĩ quân Huyền Vũ sẽ không hy sinh vô ích. Đợi xử lý xong chuyện này, tôi đề nghị điều tra toàn bộ chuyện này. Trong lòng Diệp Quân Nhu khẽ run lên, thật sự bị cảm động. Không cần cậu nói chuyện này thì tôi cũng sẽ điều tra tới cùng. Tôi cũng có thể hạ lệnh để quân phủ Bắc Cương không tham chiến. Chỉ là tôi cần hoa nhíu mày. Cậu lấy gì để làm cho tôi tin tưởng cậu chứ? Dùng mọi thứ có đạo lý để đảm bảo được không? Lý Vũ cười nói. Trong chốc lát, mi mắt Diệp Minh Du bỗng dịch một cái. Cô ấy thật sự không ngờ Lý Vũ sẽ không tiếc đánh cược tương lai cả nhà vì chiến sĩ quân Huyền Vũ. Tôi cần hoa cũng không nghĩ tới mà sửng sốt tại chỗ. Nếu tôi không thể đánh đuổi quân địch ra khỏi nước, lòng chủ cứ bại miễn chức quan của tất cả mọi người nhà họ Lý tôi. Ngoài ra tất cả mọi người nhà họ Lý tôi đều sẽ rời khỏi hoàn thành, trọn đời không trở về nữa. Lý Vũ chém đinh chặt sắt, bày tỏ thái độ. Tô Ấn Hoa hút một điếu thuốc, nặng nề hít vài hơi. Lão đã không biết bao nhiêu năm mình chưa từng thất lễ như vậy. Ông nội cậu có biết chuyện này không? Tô Ấn Hoa nặng nề hỏi. Ông ấy có thể đồng ý sao? Tôi đồng ý là được. Bỗng nhiên một giọng nói mạnh mẽ gà già đua truyền tới. Ba người nghe thấy tiếng cùng nhìn lại, chỉ thấy Lý Việt Sơn đi đến tựa như trầm như hổ, mà sau lưng ông ấy là ông cụ Diệp Trung Đường nhà Diệp đang chống gậy đi tới. Ông cố, ông nội. Lý Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Bình Nhu bước nhanh về phía trước đỡ Diệp Trung Đường, nước mắt uất ức phút chốc tuôn rơi. Bé con trở về là tốt rồi. Diệp Trung Đường xoa đầu cháu gái, trong mắt đều là vẻ tự ái. Ông nội, anh ấy không về được. Diệp Bình Nhu ngay còn nói ra. Diệp Trung Đường đỏ mắt. Không sao, nó chết vì quốc gia chúng ta và dân chúng. Cái chết của nó nằm tựa Thái Sơn, nhà Diệp chúng ta mãi mãi vẽ vang vì đó. Ông Lý, ông Diệp sai người lại tới đây. Tô Kinh Hoa không dám khinh thường, và vàng tự mình đứng dậy chạy nghênh đón hai người ngồi xuống. Lý Liên Sơn khoác tay áo. Vừa nãy tôi đã nghe thấy hết lời thằng nhóc thối nhà tôi nói ra. Làm chủ có thể tin tưởng nó, bởi vì nó có thể thay mặt toàn bộ nhà Lý chúng tôi. Ông cố Lý. Trong lòng Lý Vũ ấm áp, rõ ràng cảm nhận được tình yêu thương của ông cụ đối với anh. Lý Liên Sơn vỗ vai anh nói ra. Ông từng nói với ông nội con, làm người hay làm việc để không thèm với lương tâm thì mới là người nhỏ lý chúng ta. Cho dù cuối cùng nhỏ lý chúng ta vạn kiếp bất phục thì nào sợ gì chứ. Lý Vũ nàng đầy gật đầu. Lý Việt Sơn nói tiếp. Ông cố biết cháu sẽ không lấy chuyện này ra để đùa, cho nên ông cố tin tưởng cháu. Cứ việc dũng cảm đi làm, trời sập xuống ông cố chống lưng cho cháu. Được. Cái mũi Lý Vũ cay xè, bỗng nhìn cảm thấy như có cát bay vào. Làm chủ nhà Diệp tôi cũng bằng lòng đảm bảo thay thằng nhóc này. Diệp Trung Đường cao giọng mở miệng. Ông Diệp. Tô Khánh Hoa cao chặt lông mày. Lý Viên Sơn bằng lòng tin tưởng Lý Vũ thì lão hiểu, dù sao máu mủ tình thâm, nhưng cách làm của Diệp Trung Đường là khiến lão ta hơi khó nhìn thấu. Tô Khánh Hoa bị lời nói hai vị tiền bối làm cảm động, nghiêm túc cúi lại bày tỏ sự kính trọng với hai người. Lý Viên Sơn cười nhận ra. Làm chủ, Sĩ Đông ra lệnh đi. Hai lệnh đi, làm chủ. Diệp Trung Đường cũng vừa theo nói. Tô Khánh Hoa nặng nề gật đầu, cao giọng hô to. Lý Vũ nghe lệnh, đến ngay đây. Lý Vũ cũng cao giọng đáp lại. Bây giờ tôi bố nhiệm cậu làm chủ soái viện trợ phía Tây, mong cậu thể trục xuất quân địch ra khỏi nước, dương cao danh tiếng nước Hoa Hạ, tuyệt đối không hổ thẹn. Cứ như vậy, Lý Vũ lắc mình đã trở thành chủ soái trẻ tuổi nhất nước Hoa Hạ. Mặc dù là một chủ soái độc nhất, khi mặt trời xuống núi, hơn 20 máy bay chở khách lên được đầu tại sân bay hoàn thành và hàng chục nghìn người xuống máy bay một cách có trật tự. Không ai biết bọn họ đây là đến thuê ưu tú nhất trên thế giới. Hình như trong cùng một lúc, một chiếc máy bay trực thăng cỡ lớn đậu trước cổng nhà Lý. Lý Vũ đã sớm chờ đợi đây. Đại đương gia Man Bu dẫn đầu xuống máy bay với mặt hưng phấn. Sở dĩ hưng phấn cũng phải bởi vì đã nhận được sự tự do ngắn ngủi, mà bởi vì có thể lần nữa kề vai chiến đấu với người thanh niên giống như thần linh trước mặt này. Oni Melos Mana, chính vị vua đến thuê. Đây là thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê hàng đầu thế giới hiện nay.
đánh thuê giữa tướng mấy người kia ai cũng dũng mãnh thiện chiến, võ dũng hơn người. Manbu, Yarawa, Chiru, 12 chính thành ở thế giới phương Tây, ai nấy đều là nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ tinh thông tất cả vũ khí lạnh hay nóng, cho dù là đơn đấu, chiến đấu hay bài binh bố trận đều có trình độ vượt xa người bình thường. Những người này chính là kẻ đánh bạc của Lý Vũ. Phía đông ngoài thành thao trường, hơn 10.000 lính đánh thuê xếp hàng chỉnh tề. Lý Vũ chắp hai tay sau lưng, giống như người lãnh đạo trong ngoại phòng lắm địch. Lão Lý, thằng nhắc thối nhà ông đúng là không khoác lác. Trong thời gian đánh như vậy, đã lấy triệu tập được hơn 10.000 người. Vậy cũng được, có hơi hoảng sợ, anh mắt nhìn về phía xa. Tô Cảnh Hoa tràn đầy hâm mộ. Thứ hâm mộ người kia có thể có được một đứa chắc trai như vậy. Rồng sinh rồng, chuột sinh chuột, ông cũng không xem thử là hậu nhân của ai. Lý Việt Sơn khẽ bút cầm, vẻ đắc ý trên mặt không hề che giấu. Diệp Trung Đường nhất điệp, trong lòng có một vị không nói ra được. Lúc còn trẻ ông ấy không bằng Lý Việt Sơn, đến già vẫn không thể so bì. Có điều thứ duy nhất có thể thắng được đối phương chính là nhìn số thịnh vượng của giao dịch ông ta. Nhưng bây giờ xem ra những hậu nhân kia của mình cộng lại cũng không thể bằng một người nhà của người ta. Thua rồi, thua con mẹ nó, triệt để rồi. Cứ đợi đó cho tôi. Trong lúc vô tình, Diệp Trung Đường chú ý tới ánh mắt đầy nóng bỏng của cháu gái bên cạnh. Nhìn theo ánh mắt cô ấy, ông ấy phải ra cháu gái mình nhìn chằm chằm Lý Vũ không chớp mắt. Thân là người từng trải, Diệp Trung Đường nào có thể không nhìn ra ánh mắt nóng bỏng của cháu gái đại diện cho cái gì. Suy nghĩ chớp mắt thay đổi, Diệp Trung Đường nâng cái tay thúc Lý Viện Sơn. Tôi cảm thấy hai chúng ta đấu nhau cả đời rồi, cũng chỉ còn nửa bước chân nữa xuống lỗ, cũng không phân ra ai thắng ai thua. Tôi thấy mình đừng đấu nữa. Ông không thấy ngại mà nói thẳng ra không phân thắng thua sao? Lý Minh Sơn ngạnh hồng nhìn trên trối. Nếu như nói về mặt da dày, cái đó không cần so. Tôi tự thấy mình không bằng ông đó. Giúp nước đường ngay mà mặt đỏ tới mang tai, cười khan nói ra. Cái này không quan trọng, quan trọng là tôi cảm thấy đấu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nghe thấy lời bóng gió của đối phương, Lý Vĩnh Sơn hít mắt. Sao thế, chuẩn bị nhận thua sao? Tôi không nói cái này. Diệp Trung Đường lắc đầu, lập tức cúi đầu thấp giọng nói bên tai Lý Vĩnh Sơn. Ông cảm thấy cháu gái tôi thế nào hả? Lý Vĩnh Sơn và Diệp Trung Đường quen biết nhau cả đời, một ánh mắt tùy tiện của người kia ông ấy cũng có thể đoán được ra ý nghĩa. Ý ông là không sai. Diệp Trung Đường nở nụ cười như một lão hồ ly. Lý Vĩnh Sơn dựng một ngón tay cái lên thấp giọng nói. Lẽ ra nhà ông tính toán ghê gớm đó, một cháu gái đã muốn bắt cóc hụt cưng nhà thôi sao? Đừng nói khó nghe như vậy chứ, ông cứ nói có đồng ý hay không. Giám đốc Đường tức giận nói ra. Lý Thị Sơn hiểu ý nói ra. Điều này tôi phải suy nghĩ cái đã. Tôi nói ông đừng được lợi mà còn khoe mẹ nhá. Giám đốc Đường lập tức có hơi bất mãn. Có vô số nhà quyền quý muốn cưới cháu gái ông ấy, nhưng nhìn dáng vẻ này của Lý Viễn Sơn giống như là ông ấy mặt dày mày dạn muốn gả cháu gái của mình. Chuyện này khiến ông ấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Ông nói tôi được hời sao? Lẽ nào không phải sao? Ông nội, ông và ông nội Lý đang thì thầm gì đó. Bỗng nhiên, Diệp Quỳnh Nhu lên tiếng, ngắt lời hai gã ngoan đồng. Ông nội cháu muốn gả cháu cho Lý Vũ nhà ông. Cô nhóc cháu cảm thấy thế nào? Ông nói sớm như vậy làm gì? Diệp Trung Đường trừng mắt với Lý Vĩnh Sơn, thầm trách người kia lắm hồn. Ông nội, đôi mắt đẹp Diệp Quỳnh Nhu hiếp lại, cứ thế mà hỏi. Tại sao ông có thể nói như vậy chứ? Nên như không phải trời mờ tối thì có thể thấy rõ gương mặt vị nữ chính thành này trong nhà mắt đã đỏ bừng. Lần gì tới quan hệ xảy ra giữa Lý Vũ và cháu gái mình, cô ấy là tức hành không thể tìm một khe hở từ trên mặt đất mà chui vào. Quả đúng tung. Có điều trong mơ hồ cô lại nghĩ tới lời hứa của mình với Lý Vũ, càng ngùng không thôi. Đúng lúc này, một máy bay vận tải quân dụng từ trên không trung tới gần, cuối cùng đậu trên thao trường. Cửa cabin mở ra, các kiện hàng lần được từ trên cao thả xuống khoảng 200-300 cái. Thấy một màn này, Tô Cảnh Hoa không nhìn được hỏi Lý Vũ. Đây đều là thứ gì chứ? Còn có thể là gì chứ? Vũ khí đó. Dáng vẻ Lý Vũ đương nhiên rất đại. Một lát sau, mấy vị vua đến đánh thuê dẫn người chuyển tất cả kiện hàng qua. Sau khi mở ra bên trong đều là súng đạn cùng một màu. Tô Cảnh Hoa muốn biết Lý Vũ lấy được vũ khí gì, thế nên tiến này đánh giá một chút. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình. Những thứ này đều là vũ khí tân tiến nhất trên đời hiện nay. Hơn nữa, theo đạo biết thì một số đại pháo, súng đạn chỉ có trong những quốc gia có vũ khí tiên tiến và phong cách đẹp nhất mới có. Những vũ khí này cậu lấy được từ đâu chứ? Tô Cảnh Hoa hơi kích động hỏi ra. Ông muốn sao có thể tìm tôi mà mua. Người khác tìm tôi mua cũng không có ưu đãi. Nên như lâm chủ ông mở miệng,
tôi có thể giảm 1% cho ông. Lý Vũ lập tức bắt đầu đóng vai tay buôn lậu xuống ống đạn dược. 1% sao? Thôi, tôi cảm ơn cậu nhé. Khóe miệng Tô Cẩn Hoa hơi khó nuốt mấy lần, nhưng mà nói ra, chắc hẳn còn có cách lấy bản thiết kế những vũ khí này đúng không? Chỉ cần tìm trả đúng chỗ, trên thế giới này bản thiết kế bất cứ vũ khí gì tôi cũng có thể chuẩn bị cho ông. Lý Vũ vỗ ngực đảm bảo. Cậu trước tiên chờ một tí. Tô Cẩn Hoa để lại một câu, rồi quay đầu đi về phía mấy người Lý Viễn Sơn. Ông Lý, xảy ra chuyện gì rồi sao? Thấy Tô Cẩn Hoa và Lý Vũ thì thầm vài câu trong chốc lát mà sắc mặt Tô Cẩn Hoa đã thay đổi sầm sọt. Trong lòng Lý Viễn Sơn hết sức tò mò hai người vừa nói gì. Ông Lý, tôi muốn hỏi ngài một chuyện, mong ngài đừng giấu tôi. Sau đó nói chuyện, Tô Cẩn Hoa lau mồ hôi lạnh. Lý Viễn Sơn thấy mặt mũi lão nghiêm túc, kêu hỏi cẩn thận hỏi ra. Ông hỏi đi, chỉ cần tôi biết thì tuyệt đối không giấu giếm. Diệp Trung Đường và Diệp Quỳnh Nhu cũng dừng lỗ tai lên, đều muốn biết Tô Cẩn Hoa sẽ hỏi gì. Thời gian 3 năm nay, Lý Vũ kia thật sự đang ngồi tù sao? Tô Cẩn Hoa hỏi thẳng nghi ngờ trong lòng mình. Nghe nói lời này, Lý Viễn Sơn nghiêng đầu trừng mắt với Diệp Trung Đường. Diệp Trung Đường dường như có hơi chột dạ, vội vàng xoay đầu sang một bên, vờ như không thấy. Dù sao lúc trước, chính là ông ấy quyết tâm muốn kéo Lý Vũ từ trong tử ngục ra. Lý Viễn Sơn quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn Hoa, càng khó hiểu và hỏi ngược lại. Thằng nhóc thối này ngồi tù 3 năm, vì sao ông chủ, ông muốn hỏi cái này chứ? Thực sự ngồi tù sao? Tô Cẩn Hoa vẫn hoài nghi. Vụ án Phong Lưu lúc trước vừa xảy ra, Diệp Trung Đường đã tự mình tới tìm lão muốn cứu Lý Vũ ra khỏi tử ngục. Lúc đó cũng là lão tự mình ký lệnh áp giải. Nhưng lại thực sự hoài nghi 3 năm qua Lý Vũ đã bỏ trốn, không ngồi tù. Rất có thể nhà họ Lý đã lén giải cứu kẻ này ra từ sớm rồi. Tại sao một tội phạm đang được cải tạo lại thấy trâu bò như thế chứ? Tại nhà họ Tần, Tần Hạnh Nhiên ngồi trên xe lăn, toàn thân nhìn vào màn đêm với vẻ phiền muộn không dứt. Hai chân của gã hoàn toàn bị phế. Bác sĩ đã phán cả đời này gã không thể đứng lên được nữa. Anh Hạnh Nhiên, anh đừng quá buồn, em sẽ ở bên cạnh anh cả đời này, không xa không rời. Một cô gái xinh đẹp khoảng 20 tuổi xuất hiện phía sau, giọng nói có sự dịu dàng khó tả. Tần Hạnh Nhiên nắm lấy tay cô gái, cố tỏ vẻ cảm động. Hà Nhi, có thể quen biết em là may mắn lớn nhất trong đời anh. Vừa nghe vậy, trong lòng Ninh Hà ngọt như anh bạch, em cũng vậy. Trước hoa dưới trăng, lúc hai người đang như keo như sơn, một ông cụ gù lưng từ từ đi tới dưới ánh đèn. Tần Hạnh Nhiên lập tức đẩy Ninh Hà ở bên cạnh ra, vẻ mặt đầy phấn khởi. Ngài Tứ Đồ. Tứ Đồ Tiếu giữ vị trí cao thủ đệ nhất của nhà Tần, từ xưa đến nay luôn luôn bí ẩn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong trí nhớ Tần Hạnh Nhiên, số lần gặp đối phương từ nhỏ đến lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gã không khỏi tò mò tại sao đối phương đột nhiên lại xuất hiện như vậy. Xương cốt nát vụn đứt lìa, chắc hẳn y thuật bình thường không thể chữa khỏi. Tứ Đồ Tiếu nhìn chằm chằm hai chân Tần Hạnh Nhiên, lắc đầu thở dài. Tần Hạnh Nhiên đang suy nghĩ tỉ mỉ thì chú ý tới bốn chữ y thuật bình thường trong miệng của đối phương. Y thuật bình thường không thể chữa khỏi, vậy còn những y thuật không bình thường thì sao chứ? Người ta đây, Tần Hạnh Nhiên kích động tới mức muốn đứng bật dậy nhưng lại nằm choạng ngã ngồi xuống đất. Anh Hạnh Nhiên, Ninh Hà muốn tới đỡ. Hà Nhi, em đừng động đậy. Tần Hạnh Nhiên từ chối ý tốt của đối phương, lấy tay ép hai chân gã thành tư thế quỳ. Cầu xin ngài Tứ Đồ giúp tôi một tay, chỉ cần ngài có thể giúp tôi chữa khỏi đôi chân, Hạo Nhiên sẽ ghi nhớ ân tình của tiên sinh cả một đời. Tứ Đồ Tiếu không đáp ứng cũng không từ chối, chỉ nhàn nhạt nói ra. Năm đó cậu chỉ mới 5 tuổi, lão phu đã nhìn ra tổ chức của thân thể cậu chính là thiên tài bên trong thiên tài. Vốn dĩ lão phu muốn thu cậu làm đệ tử, nhưng đáng tiếc là cậu lại bỏ võ mà theo văn, đi theo con đường chính trị. Bây giờ lão phu hỏi lại cậu một lần nữa, cậu có sẵn lòng bái lão phu làm thầy hay không? Tứ Đồ Tiếu cao ngạo, cậy thế xưng kiêu. Lần này ông ta tin chắc người thanh niên trước mặt này sẽ không từ chối ý tốt của ông ta nữa. Ngài Tứ Đồ, ngài thực sự có thể chữa khỏi cho hai chân của tôi sao? Tần Hạnh Nhiên quan tâm nhất là vấn đề này. Tứ Đồ Tiếu hời hợt nói ra, chỉ là xương cốt vỡ vụn mà thôi, trong tay lão phu có hắc ngọc đoạn ngũ tục. Trong tay lão phu có hắc ngọc đoạn tục cao, đảm bảo cậu có thể đứng dậy lần nữa trong vòng 3 tháng. Nghe được tin này, Tần Hạnh Nhiên vô cùng kích động. Điều kiện tiên quyết là cậu phải trở thành đệ tử của lão phu. Tứ Đồ Tiếu bổ sung thêm một câu. Trên đoạn phút chốc, Tần Hạnh Nhiên lập tức yếu xìu xuống như cà tím phơi xương. Ước mơ của gã để đứng trên đỉnh kim tự tháp quyền lực, trở thành người thống trị vùng đất này, nên gã không có chút hứng thú nào đối với việc luyện võ. Bởi vì trong mắt gã,
Cho dù võ lực của một người có mạnh đến đâu thì có thể ra sao chứ? Quyền lực mới là vương đạo. Khi thực lực của một người đạt đến một cảnh giới nhất định, người đó cũng có thể trở thành kẻ thống trị một phương. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của gã, Tôn Đồ Tiếu nhàn nhạt nói ra: giống như lão phu đây, lấy đầu có một thượng tướng trong hơn 1000 quân dễ như trở bàn tay, cậu hiểu ý của lão phu chứ? Thành đại nhân ngẩng đầu nhìn qua có vẻ cả hiểu cái không. Tôn Đồ Tiếu khẽ thở dài: lão phu hỏi cậu, cậu có muốn báo thù không? Hai chữ báo thù như một mũi kim đâm thẳng vào trong cơ thể Tần Hạo Nhiên. Gã hận Lý Vũ, hận không thể băm vằm đối phương, cuối cùng ngũ mã phanh thây đến chết. Bởi vì tất cả những gì gã phải chịu đều do Lý Vũ ban tặng, cho nên mấy ngày qua đến nằm mơ gã cũng muốn trả thù. Nhưng khi nghĩ rằng ngay cả cha một bạch cũng chết trong tay đối phương, gã đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định này. Chỉ cần cậu trở thành đệ tử của tôi, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành đệ nhất cao thủ thiên hạ. Tôn Đồ Tiếu khẳng định đảm bảo nói ra: cao thủ đệ nhất thiên hạ. Trong mắt Tần Hạo Nhiên dần tỏa ra ánh sáng vàng. Gã nói nước biển: ngài có biết thực lực Lý Vũ hay không? Sau này tôi thực sự có thể đánh bại cậu ta chứ? Gần đây danh tiếng thằng nhóc kia như sóng vang bên tai lão phu, không thể không thừa nhận rằng thiên phú võ đạo thằng nhóc kia thực sự rất quái dị. Ngoài sự khâm phục, trên mặt Tôn Đồ Tiếu còn lộ ra vẻ khinh thường. Mặc dù lão phu chưa từng giao thủ qua với cậu ta, nhưng lão phu có thể khẳng định thực lực của cậu ta cũng chỉ ở cảnh giới võ thánh. Lão phu chỉ cần dùng một tay cũng thể bóp chết cậu ta. Sư phụ ở trên xin nhận ba lạy của Hạo Nhiên. Bột bột bột. Thật đạo nhiên không thích cho dự, dập đầu liên tiếp ba lần. Mặc dù không thích con đường võ đạo, nhưng đây là cách duy nhất để gã có thể đứng dậy lần nữa, có cơ hội báo thù Lý Vũ. Cho dù không tình nguyện, nhưng gã cũng không có cách nào từ chối. Tôn Đồ Tiếu gật đầu hài lòng, nói ra: hãy đi tạm biệt với người nhà của con đi. Tối nay hãy rời khỏi đây cùng vi sư. Anh Hạo Nhiên. Ngài hãy Tôn Đồ Tiếu nói muốn dẫn Tần Hạo Nhiên rời đi. Trong mắt Ninh Hà đầy vẻ không cam lòng. Trên mặt Hạo Nhiên đầy vẻ hờ hững, gã đẩy Ninh Hà ra. Lúc trước gã là một kẻ tàn phế, chỉ có thể đảm bảo địa vị của mình bằng đám cưới với Ninh Hà, nên cho dù không thích đối phương thì cũng phải giả vờ vui vẻ si mê. Nhưng hôm nay không còn giống nữa, gã có thể đứng dậy lần nữa, thậm chí còn trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Ninh Hà trong mắt gã đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Sư phụ, chúng ta đi thôi, đồ chỉ không còn chút trầm một rào nữa. Tần Hạo Nhiên bày tỏ thái độ chém đinh chặt sắt. Thế màn này Tôn Đồ Tiếu hít bắt lại. Ông ta không ngờ Hạo Nhiên lại có thể vô tình như vậy, ngay cả người nhà cũng không để trong lòng. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, người như vậy mới xứng trở thành truyền nhân của Tôn Đồ Tiếu. Thao trường ở ngoại ô phía đông, hàng ngàn tên lính đánh thuê đã sẵn sàng xuất phát. Họ thấy định của Lý Vũ trên máy bay vận tải đã được chuẩn bị một cách trật tự. Tô Cảnh Hoa cau mày: cậu quyết định mang từng này người đi đối đầu với nước Thần Tam thôi sao? Không phải là đối đầu, mà là đi tàn sát bọn họ. Lý Vũ thở ở đó ra. Dù nghe thế nào, Tô Cảnh Hoa cũng cảm thấy lời này có chút không đáng tin cậy. Mặc dù lão nhìn ra được hàng ngàn tên lính này đều là tinh anh hạng nhất, nhưng nước Thần Tam sở hữu hàng trăm ngàn quân binh, chỉ xét về số lượng đã bị đối phương áp đảo hoàn toàn. Dù vũ khí có tân tiến hơn, lão cũng không coi trọng những người Lý Vũ đưa đi cùng này. Làm chủ, nếu ông đã lựa chọn tin tưởng tôi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Trong vòng 12 giờ tôi đảm bảo ông có thể nhận được tin cầu hòa ở nước Thành Tam. Lý Vũ vỗ vai Tô Cảnh Hoa, hoàn toàn không để ý tới thân phận long chủ của đối phương. Điều này không khỏi khiến Lý Viễn Sơn hơi xấu hổ. Diệp Trung Đường là giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ không phục. Nên như không phải thân phận không thích hợp thì ông ấy cũng muốn khen ngợi Lý Vũ một câu: thằng nhóc này, cậu thật lợi hại đó. Ông nội, cháu cũng muốn đi với họ. Đột nhiên Diệp Minh Nhu mở miệng, sau đó không đợi Diệp Trung Đường đồng ý đã lao về phía Lý Vũ. Tôi cũng muốn tham gia chiến đấu. Cô tham gia chiến đấu cái rắm. Lý Vũ dứt khoát từ chối. Anh không muốn lúc trận chiến đẫm máu còn phải phân tâm chú ý đến sự an toàn của người phụ nữ này. Anh không nên coi thường tôi rất mạnh đó. Diệp Minh Nhu giơ hai nắm đấm. Lý Vũ liếc nhìn cô ấy cười khinh thường. Bại tướng như cô muốn khoe khoang thì mời đi tìm người khác. Khi đến giờ tí, không khí ở quanh khu Tây Cương trở nên vô cùng nặng nề. Bởi vì mới vừa rồi, đột nhiên nước Thành Tam phát động tổng tiến công, hàng trăm ngàn quân địch tấn công quân khu của họ khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, nhưng chỉ có một người sắc mặt không thay đổi: Tần Chấn. Vị nguyên soái của quân đoàn Thiên Long này đang gõ tay trên mặt bàn, không ai biết ông ta đang suy nghĩ cái gì. Nguyên soái Tần, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao?
Nếu như chúng ta không phản kích thì quân địch sẽ bao vây quân khu của chúng ta trong vòng chưa đầy 2 tiếng nữa. Nguyên soát tần mới đây tướng lĩnh lần lượt mở miệng thuyết phục. Tuy nhiên có vẻ như Tần Chính không nghe thấy, ông ta vẫn ngồi tự ngẫm nghĩ. Nguyên soát tần là không thể không quan tâm đến sống chết của tướng sĩ chúng ta như vậy được. Nếu như tuyến phòng ngự của chúng ta bị thất thủ ở đây, vậy thì hoàn toàn xong đời. Các tướng lĩnh tiếp tục khuyên bảo. Cuối cùng Tần Chính chậm rãi ngẩng đầu lên bình tĩnh nói: Bổn soái tự có quyết sách, các người bảo có cái gì chứ? Thế nhưng không có nhưng. Đột nhiên ánh mắt của Tần Chính trở nên tàn khốc. Ông ta đã bắt nhìn mọi người nói ra: Còn ai dám nghi ngờ quyết sách của bổn soái? Kết cục của Trương Bình Lễ chính là bài học của người đó. Những lời này lập tức khiến mọi người ngoan ngoãn im biệt. Ngay cả mấy tướng lĩnh nằm đầy nhiệt huyết cũng dám lên tiếng nữa. Dù sao bọn họ cũng muốn như Trương Bình Lễ chết như vậy, vừa ấm ức vừa thảm thương. Báo một tên lính xông vào, tất cả mọi người soạt soạt nhìn sang, tim đều vọt lên tới tận cổ họng, bởi vì họ đều sợ nghe được tin đại quân Đức Thần Tam đã đột phá phòng tuyến phòng ngự. Bảo Nguyên Soái Tần 23 chiếc máy bay vận tải C-17 sắp hạ cánh xuống địa bàn quân khu của chúng ta, xin ngài đưa ra chỉ thị. Tên binh sĩ cao giọng báo cáo. Vừa nghe vậy, Tần Chính đứng dậy vô cùng kích động, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười sáo quyệt. Tới rồi, tới rồi, cuối cùng quân đoàn hộ khiếu đã tới rồi, là quân tiếp viện sao? Na Đại Long hỏi ra. Các binh sĩ gật đầu. Trên máy bay vận tải có khắc ký hiệu quân đoàn hộ khiếu, hơn nữa bên hoàn thành cũng vừa truyền tin tới rằng những người đó chính là quân tiếp viện được gửi đến cho chúng ta. Tần Chính phá lên cười to. Đi theo bọn soái tới nghênh đón quân tiếp viện. Lần này ông ta khẳng chắc chắn rằng quân tiếp viện đến lần này chính là tướng sĩ của quân đoàn hộ khiếu. Mấy tên tướng lĩnh tôi nhìn anh nhìn tôi để cảm thấy có gì đó không thích hợp. Mọi chiếc máy bay vận tải C-17 bình thường chỉ có thể chở khoảng 800 người. 23 chiếc máy bay vận tải chở tối đa chưa đến 20.000 người. Tại sao quân tiếp viện chỉ có chút người này thôi chứ? Có điều mọi người đều sợ chạm vào lông mày của Tần Chính nên không có ý định lên tiếng. Còn Tần Chính cảm thấy hầu hết mọi chuyện đều đang phát triển theo kế hoạch của mình. Ông ta còn đang âm thầm vui vẻ cho nên nhất thời không suy nghĩ được nhiều như vậy. 17 phút sau, từng chiếc máy bay vận tải đầu xuống sân bay thuộc khu vực quản lý quân khu Tân Cương. Cạch cạch, tất cả khoang máy bay lại được mở ra. Chuyện gì thế? Một đám tướng lĩnh do Tần Chính cầm đầu đều sững sờ. Chỉ vì họ phải bước ra khỏi máy bay vận tải không phải là quân đoàn hộ khiếu như dự liệu, mà là những người nước ngoài với nhiều màu da khác nhau. Các người là ai? Một tên tướng lĩnh quát lên. Hàng ngàn tên quân đoàn Thiên Long lập tức giơ vũ khí lên sẵn sàng chiến đấu. Dừng tay. Ngay tại lúc này, Lý Vũ là người cuối cùng bước ra từ bên trong khoang máy bay. Tần Chính hai mắt híp lại, dưới sự chăm chú cũng là cặp mắt. Lý Vũ thân thả đi tới trước mặt Tần Chính. Nguyên soái Tần, ông có nhận ra tôi hay không? Lý Vũ. Tần Chính câu mày cười lạnh. Sai. Lý Vũ quát lên phản bác. Ông nên gọi tôi là đại soái Lý. Lời này vừa nói ra, tất cả tướng lĩnh quân đoàn Thiên Long đều nghẹn họng nhìn trân trối. Tần Chính cũng đã được cười không thể để ý. Nhưng 15 phút sau, ông ta không thể cười được nữa. Chỉ thấy Lý Vũ lấy ra một tờ giấy chứng nhận từ trong ngực ra, giơ lên trước mặt mọi người trên đồng đó ra. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Lý Vũ, là chủ soái Tây Việt, do chính Long chủ tự ra lệnh bổ nhiệm. Nhất thời trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Họ hoàn toàn không ngờ Long chủ sẽ bổ nhiệm một người trẻ tuổi như vậy làm chủ soái. Hoang đường. Lê Đình Long tức giận bất bình nói ra. Long chủ đang làm gì vậy chứ? Sao ấy lại bổ nhiệm một thằng nhóc như cậu làm chủ soái được chứ? Ông ấy bị điên rồi sao? Đột nhiên có một tiếng súng vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy Lê Đại Long vừa mới còn kêu mà không hết đã ngã xuống đất. Còn Lý Vũ thổi phù phù một hơi vào khẩu súng trên tay, có vẻ như muốn nói cho mọi người biết. Các người không nhìn lầm đâu, chính tôi là người đổ súng bắn chết ông ta đó. Đồ vô liêm sĩ. Với mặt Tần Chính giận dữ. Cạch cạch cạch. Hàng ngàn tên quân đoàn Thiên Long lập tức phối hợp mở chốt an toàn súng trong tay. Cạch cạch cạch. Hàng ngàn tên lính đánh thuê sau lưng Lý Vũ cũng không ngồi yên chờ chết, lần lượt rút súng ra đối mặt. Chỉ trong chốc lát, hiện trường lập tức tiến vào trạng thái dân của bạch kiếm. Sao cậu dám công khai bắn chết phó sau của ta? Tần Chính hùng hồn chất vấn. Lý Vũ vẫn bình tĩnh như thường. Ngày đó thượng tướng Trương Bình Lễ chỉ xin ông xuất chiến đã bị ông bắn chết, có chuyện này hay không? Trương Bình Lễ coi thường kỹ cương, không tuân theo mệnh lệnh của tôi nên ông ta đáng chết. Tần Chính nói năng hùng hồn để Lý Lễ đáp lại, nói hay lắm. Bột bột bột. Đột nhiên Lý Vũ vỗ tay. Tần Chính ngẩn người, hoàn toàn không biết đối phương đang nghĩ gì. Nên như
Trừ tướng quân đã không tuân theo quân lệnh thì ông ta đáng chết. Vừa rồi tên ngu ngốc kia dám nghi ngờ quyết sách của Long chủ, ông nói xem có phải ông ta càng đáng chết hơn không? Khi thế của Lý Vũ không hề giảm mà còn nói ngược lại, nhất thời thần trấn không phản bác được. Tốt lắm, bỏ qua chuyện lúc nãy đi. Lý Vũ hời hợt chuyển sang chuyện khác, sau đó lấy một tập văn kiện từ trên người đưa tới trước mặt tần trấn. Đây là thư bổ nhiệm mà Long chủ giao cho ông.